Quay clip trẻ con cấp 1 ở quê, cô gái khiến dân tình ngỡ ngàng khi so sánh với trẻ con ở thành phố. Trẻ con cấp 1 ở quê này gửi cho mấy anh chị ở thành phố mà hoa cả mắt và. Mới đây, một cô gái có dịp về quê và quay lại cảnh các em nhỏ ở đây khiến cộng đồng mạng xem xong đều không khỏi bất ngờ, bởi những điều này ở thành phố là xa xỉ và ít khi được nhìn thấy. Theo đó, trong không gian yên tĩnh và cực kỳ thanh bình của một ngôi làng nằm tại ngoại ô ở miền Bắc, các em học sinh cấp 1 thay vì được phụ huynh đưa đón thì lại sở hữu cho mình những chuyên cơ riêng. Từ bé gái cho đến bé trai, tất cả đều mang chiếc cặp sách ở trên lưng rồi phi như một vị thần, lao bon bon xuống dốc. Đến nỗi người quay clip còn phải mắt tròn mắt dẹt vì cảnh tượng hiếm khi mới được nhìn thấy ở môi trường thành phố. Đi xe giỏi, có phanh hả con? Ôi trời ơi. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận ở trên TikTok. Nhiều người cho rằng trẻ con ở quê vẫn là một điều gì đó mạnh bạo và hồn nhiên hơn so với ở thành phố. Bởi ở thành phố thường được phụ huynh bao bọc nâng đỡ nhiều hơn, không thỏa sức bay nhảy và tiếp xúc với nhiều hoạt động tuổi thơ bằng ở làng quê. Tuy nhiên, ngược lại, một số người nêu quan điểm rằng trẻ con ở thành phố sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại hơn, môi trường học tập tốt hơn và cũng có những dịch vụ tiện ích mà ở quê chưa được sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!